Xin chào các bạn, trên tay mình đang là chiếc máy chiếu HD 1080 của hãng Beadwork này. Nó có thể chiếu tốt nhất ở khoảng cách là 1 đến 5 mét. Và kích thước có thể lên đến 130 inch, rất là to. Bây giờ mình sẽ mở nó ra. Cái máy chiếu này, chúng ta có thể dùng cổng VGA này, USB 2.0, HDMI, card SD này, thẻ SD này, cổng AV từ đầu đĩa này, hoặc đầu kỹ thuật số. Có jack ra loa này và dùng điện 220V. Đây là dây để ta cắm nguồn. Đây là cáp AV. Một đầu này, nó chia ra ba ngõ. Đây là hình ảnh này. Đây là âm thanh. Một cái điều khiển. Sách hướng dẫn. Các bạn đọc qua cái này thôi là ông đã có thể dùng được cái này rồi. Rất là đơn giản. Đây là contact của nhà sản xuất. Bây giờ đến chiếc máy chiếu này. Nó khá nặng. Ở mặt trên này sẽ là một hàng nút bấm thoát ra này, menu này, nút nguồn này, lên xuống trái phải OK, play này, quay lại. Ống kính của nó ở đây. Chúng ta có thể điều chỉnh ống kính này. Các bạn có thể chỉnh xa gần và lấy nét ở đây. Chỗ này sẽ là điều chỉnh cái góc của nó. Các bạn có thể chỉnh song song với tường hoặc là chéo. Ở mặt dưới nó có một cái vặn, chúng ta vặn ra như vậy. Các bạn có thể chích cái đầu này lên được rồi. Đây là cổng VGA. Chúng ta có thể kết nối với laptop hoặc PC để chiếu lên tường như là màn hình bình thường. Đây là jack tai nghe, cổng AV. Cổng AV này, chúng ta sẽ cắm cái này vào đây. Như vậy, nó sẽ có 3 đầu này. Chúng ta có thể dùng đầu đĩa này, đầu kỹ thuật số đều được. Đây là cổng HD, USB này, thẻ SD. Những thẻ SD như thế này. Nếu trong thẻ các bạn có phim, hoặc có nhạc, hoặc hình ảnh, nó đều có thể chiếu được hết. Như vậy. Hoặc là USB này. Chúng ta cũng có thể chiếu phim, phát nhạc được. Ở đây nó có sẵn loa rồi. Đây là nguồn out 5V để chúng ta sạc điện thoại hoặc máy tính bảng. Với cổng HD, chúng ta dùng những cáp HD này. Điều khiển này, mình sẽ lắp pin vào. Nó dùng hai pin AAA 1.5V. Pin 3 con A đấy, đọc đau cả mồm ra. Nó có thể chiếu vào vải trắng hoặc là bức tường trắng này cũng được. Khi chiếu, các bạn sẽ cần là tối nhất là chúng ta tắt điện đi. Bây giờ mình sẽ test thử. Các bạn sẽ kê cố định nó vào một chỗ và chiếu vào bức tường trắng như thế này. Chúng ta sẽ bật nó lên. Các bạn dùng điều khiển cũng được. Sau đó các bạn tắt điện đi. Các bạn thấy đã chiếu lên tường rồi. Rất là nét. Ở đây nó có hai nút như mình giới thiệu nãy rồi. Các bạn có thể chỉnh cái độ rộng mờ nét ở trên này và độ nghiêng của màn hình. Mình test độ nghiêng cho các bạn xem. Ví dụ khi các bạn chiếu lên cái bức tường nó bị chéo, các bạn phải chỉnh độ nghiêng này. Đây là mờ nét này. Mình đang chỉnh nó mờ, các bạn chỉnh lại cái nét là được.
như vậy. Cái khoảng cách thì mình chiếu khoảng 2 mét, và lên lên tường tường kia khoảng 50 inch, các bạn để xa khoảng 5 mét, nó sẽ lên bức tường khoảng 130 inch, rất là to. Ở cái điều khiển này, menu của nó, ở phần picture này các bạn cài đặt hình ảnh sáng tối này, tương phản các kiểu, cái âm thanh này, auto volume, ba lăng, thời gian, option này, có ngôn ngữ này, còn nhiều thứ linh tinh nữa. Đang nghịch trần thôi. Và input này có USB, AV, HDMI, SD, PC và Wi-Fi. Chúng ta có thể kết nối Wi-Fi. Ở đây mình đã kết nối sẵn modem của mình. Các bạn cũng có thể kết nối với điện thoại nữa. Mình dùng điện thoại mình kết nối cho các bạn xem. Các bạn cũng có thể kết nối với điện thoại để chia sẻ hình ảnh lên trên máy chiếu này. Bây giờ mình sẽ kết nối với nó. Các bạn có thể thấy cái biểu tượng Wi-Fi trên màn hình nó đã không còn dấu X nữa rồi. Như vậy chúng ta có thể chia sẻ hình ảnh lên trên này. Mình sẽ test với USB. Bây giờ mình xem thử photo này. Đây, mình có để một vài ảnh, chúng ta xem thử. Các bạn thấy rất là nét. Để xem phim, mình vào phần Movie Air này. Mình sẽ test thử một video của mình. Các bạn cũng là chỉnh to nhỏ ở điều khiển. Bây giờ mình test thử kết nối với laptop qua cổng HD. Các bạn chọn HDMI này. Ở đây laptop của mình kết nối cổng HDMI này. Và máy chiếu, và nó chiếu lên tường này. Đây là cái tiếng Việt của mình.
đây là kính tiếng Anh. Có nhiều bạn không biết mình có hai kênh. Đây là kính Anh của mình. Đây là chiếc máy chiếu mình đang sử dụng. Các bạn có thể truy cập link mình để trong mô tả video. Đây chính là nó, giá trị $9 này. Ah.